Hôm nay ngày đẹp trời, mình giới thiệu thêm một cái sản phẩm mới của bên mình nữa. Cái sản phẩm này nó không nằm ở bên ngoài, bên ngoài thì mình chế, mình phân ra thôi. Cửa trên cái kết cấu là một cái kit rất ghi mà chạy xăng, mà nó cũng cũ rít rồi. Cái bên mình không có muốn chạy xăng nữa, mình chế lại, mình chạy điện, mình gắn bộ bánh của SPI. Cái niềng này xi nha, niềng zin luôn á. Một cái body của SPI mà chiếc Camino SS Super Sport á. Rồi mình cắt tất cả những cái sơn phết này thì mình tự làm, mình sơn màu gì theo ý của mình. Cái hay ho nó nằm ở bên trong và tôi sẽ giới thiệu các bạn liền đây. Để nó qua một bên nhá. Xin giới thiệu các bạn cái sự hay ho của đó là ở đây. Đây là một chiếc xe Truckee 1/8 và thông thường nó sẽ sử dụng động cơ nitro á. Thì nó chạy động cơ nitro 0.28, tức là khoảng 4.6 phân khối. Còn mình toàn bộ bên trong này mình vứt ra hết. Thì xe nó cũ quá rồi. Thì mình lấy cái xác thôi. Rồi mình chế lại động cơ điện. Mà nhân tiện mình muốn giới thiệu luôn để cái hay ho của nó ở đây là mình đang sử dụng cái động cơ điện mà với những thứ rất là rẻ và dễ và có sẵn hết. Đầu tiên cái hay ho nhất á là cái ở đây là mình sử dụng cái ESC hai motor cùng lúc của Hobbywing. Tên nó là ESC Easy Run, không phải, chắc không phải Easy Run, ESC 680 60A, nhà mà đưa ra hai motor chạy cùng lúc hai motor và có thể chạy các loại pin bao gồm pin MH hoặc là pin LiPo. Pin LiPo bạn có thể chạy từ 3S tới 4S. 2S cũng được mà nó không nhanh thôi. Còn lại 3S LiPo tức là 11V1 và 4S LiPo là 14V8 đều vận hành rất là tốt. Ở đây là hai cái motor mà chúng tôi đang có bán khoảng hơn 400.000 tí. Thì cái motor này rất là mạnh. Cái motor này là motor đường kính là 42 và chiều dài là 700, chúng tôi hay gọi là ARC 700. Và cái ESC bé tí này nó vừa chống nước nha, và chút xíu nữa mình sẽ chạy thử vô nước luôn coi sao. Rồi chống nước mà nó chạy cùng lúc hai cái motor to đùng này. Rồi mấy cái pin bóng servo này thì remote thì cũng loại bình thường thôi. Bánh là to nè, tiếp rất ghi nhún thoải mái. Đấy, chơi. Và hai cái gắn hai cái motor cùng lúc. Ở đây thì cái khay pin nè, rồi hộp đựng pin này, tất cả cái này là hàng của hiệu Hôm No. Cái sẵn những cái đồ này giá tương đối rẻ và nó rất là đa năng. Mình gắn vô cái kit xe nào cũng được, chỉ khoan mấy lỗ bắt vô là ok. Ở đây thì mình đang gắn, tại vì xíu nữa mình sẽ chạy nước mà, nên là mình bọc ni lông lại nè, các bạn thấy không? Mình bọc ni lông lại để bảo vệ cục pin nó khỏi ướt, là mình chạy xuống nước. Đấy. Và hai mình sẽ gắn hai cục LiPo 2S mắc nối tiếp. Đấy, mắc nối tiếp này. Và nguồn vào này, rồi đi vào đây này, chạy đi qua đây này, đó, vô đây. Cho nên tổng cộng nó sẽ chạy bữa nay là 14.8V. Thì nó sẽ cho một cái công lực mà thật sự là bạn không thể ngờ tới. Chúng tôi khẳng định rằng là cái việc này là một cái chuyện không thể ngờ tới. Vì hai cái motor này thì khoảng cỡ hơn 400.000, cái ESC thì cũng khoảng cỡ 700.000, tức là khoảng 35 đô. Hai cái này 20 đô, 20 đô với 20 đô là 40 30 là 70 đô, thì nó có thể có được một cái xe chạy gọi là ghê gớm như vậy. Tất nhiên là nếu bạn muốn chạy động cơ brushless thì nó sẽ nhanh hơn nhiều, mạnh hơn nhiều, nhưng mà chắc chắn là bạn phải bỏ trả ra ít nhất là khoảng 3 triệu mấy, khoảng thì mới có một cái sức mạnh tương tự như vậy. Đây là cái niềm vui là nó mình chế cháo, mình chế qua chế lại rồi mình thử nghiệm nó vui. Rồi bạn sẽ thấy được là coi cái xe như thế này nó mạnh đến mức nào. Rồi mình mặc cái áo vào cho nó đẹp. Mình khởi động nha, mình mở công tắc lên nè, cắm pin rồi nè, đây công tắc nè. Đấy, cho nó kêu mấy tiếng như vậy là ok. Còn lại khi mà mình mặc áo vô rồi thì mình chỉ cần thò tay dưới này là mình gạt công tắc được. Xe là phải đẹp mình chơi nó mới thích.
và mình sẽ này có cái gì đây, đây cái này mình chỉnh cái điểm giữa cho nó chính xác thôi là ok. Nếu mà nó không có điểm giữa thì nó có thể trườn tới hoặc là nó chạy lui, mình chỉ vặn cái điểm giữa cái nút này để làm sao mà chứ không còn nghe tiếng nữa, có nghĩa là nó đúng ngay ở cái điểm điểm mo đấy, tức là nó không có điểm gang ti. Rồi sau khi đã mở công tắc rồi, thử bạn có thể xem coi nó chạy như thế nào. Nó không chạy nhanh lắm đâu, nhưng mà cái khả năng mà gọi là leo trèo nó thì tốt hơn. Thử cái con nó leo cỡ nào này. What do you think? That looking awesome, man. Mình chỉnh cái điểm giữa lại một tí. Rồi, mình coi coi nó ra đúng điểm giữa chưa. Rồi, let's go. Nước này, nước trời luôn. Đây, đã tới lúc để thử coi nó mơ kìa nha. Let's see. Come on, over here, man. Hey, where is he? Whoa. Đây là một chiếc xe chế cháo, nhưng mà bạn có thể có những niềm vui như thế này. Và nó rất là mạnh nha. Nào, lên đây hãy xem coi nó mạnh như thế nào. Nó sẽ chạy được mọi nơi, leo trèo kia. Nó không quá nhanh đâu, nhưng mà nó ổn. Gì ha. Let's see. Mày lên được không? Man. Oh. Không được rồi. Rồi, cỏ nè. Như các bạn thấy, sau khi mà mình chơi và đã đời về thì mình rửa, đúng không? Nhưng mà cái hay ở cái chỗ là nó không chết, nó có khả năng vận hành được. Còn sau mình về thì mình vệ sinh nó lại, mình muốn an toàn thì mình bảo vệ pin, và sau khi mình về mình chơi xong là mình ngắt mạch lên để nó không sợ nó nước vào pin thì nó bị chập, và chỉ về rửa ráy lại và bạn có thể tiếp tục sự nghiệp off road cách điên cuồng như hồi nãy giờ mình làm. Các bạn thấy không? Yeah.